OSL MySell phiên bản Eau de Parfum ra mắt 2023. Và hãy cùng xem mùi hương này có gì hay ho, hay chỉ đơn giản rằng đây là một chiến dịch marketing của một sản phẩm không thành công. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Trước tiên thì mình cũng phải nói luôn, đó là mình không thích mùi hương này. Thế nên là với những bạn nào mà có vẻ là fan của mùi hương này thì cũng rất là thông cảm với mình. Đây là góc nhìn cá nhân của mình, và mình sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái lý do tại sao mình lại không thích nó. Thứ nhất đó chính là các bạn sẽ nhìn thấy một cái thiết kế màu đen. Đây, em nó đó, một cái màu đen. Riêng cái phần thiết kế này thì tôi cực kỳ thích. Nhưng mà nếu như các bạn không biết thì con MySell này nó có một cái hộp trông như kiểu của con liver của nữ ấy. Và thực sự là trông cái hộp với lại cái hình này của nó không hề có một chút sự liên quan nào cả. Cái hộp nó xấu bao nhiêu thì cái chai trông nó đẹp bấy nhiêu và trông rất là huyền bí. Hiện nay thì ở trên thị trường đã có phiên bản Le Parfum rồi, ra mắt 2024. Khá là bất ngờ đúng không? Khi mà chúng ta còn chưa được tiếp cận phiên bản EDP thì phiên bản 2024 đã lại ra mắt. Đó, kiểu flanker mà, tranh thủ đẻ. Một cái nữa đó chính là đây là chai nước hoa được đánh giá ở trên cộng đồng fragrantica.com là chai nước hoa có cái phiếu vote là nhàm chán nhất, đứng đầu luôn. Chính là em nó. Chứ chứng tỏ là trên châu Âu, thế giới thì mùi hương này cũng không được đánh giá cao đúng không? Tôi cũng hiểu lý do vì sao mà. MySell thì kể cả cái phần tên của chai nước hoa này thì nó cũng được viết tắt, thiếu mất chữ E. Nhiều người thì đánh giá đây là một cái việc, cái cách đọc, nên là khi mà viết ra thì hãng cố tình làm như vậy để có một cái sự gần gũi hơn. Nhưng mà với nhiều người, người ta khó tính hơn thì đây là bảo là cái việc đặt tên chai nước hoa thiếu mất chữ, nó cũng không phải là một cái hay, không phải là một sự tôn trọng. Và bên cạnh đó thì đây là một mùi hương cổ vũ cho tinh thần là yêu bản thân. Và đây là mùi hương của nam nhé. Và yêu bản thân ở đây, theo như tôi đọc những cái bài báo viết về mùi hương này, có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận kể cả những cái mặt mà chúng ta có phần cảm xúc hơn, chúng ta có phần nhẹ nhàng nữ tính, tại vì có phần yếu đuối, vì hình ảnh người đàn ông gắn bó xuyên suốt trong suốt một cái quá trình dài phát triển của xã hội đều là một cái sự mạnh mẽ, một cái sự nam tính. Và những cái từ như kiểu yếu đuối thì nó ít được nhắc tới. Nhưng mà đây là một trong những mùi hương mà có lấy cảm hứng từ việc là phải yêu bản thân mình hơn nữa. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy được nhân vật nam đại diện cho cái mùi hương này, thì anh ta cũng mặc cả cây đen. Và với một khuôn mặt thì cá nhân tôi là so với cái mặt bằng chung của những cái gương mặt đại diện cho những mùi nam, thí dụ như kiểu trong năm nay là có Versace Eros Energy chẳng hạn, rất nam tính. Nhưng mà với anh chàng này thì tôi thấy ở mức trung bình, mà trông anh ta cũng có vẻ hơi gầy hơn so với mặt bằng chung những người đàn ông châu Âu. Nên tôi cảm giác là nó cũng thiếu đi cái sự nam tính hơn so với những cái gương mặt đại diện khác. Còn về nhân vật này thì thực sự là tôi không tìm hiểu quá rõ, tôi cũng không thấy kiểu quen mặt anh ấy ở trên những cái nền tảng như kiểu phim viết hay là các Hollywood bla bla. Nên là các bạn nào biết thì cũng rất là mong các bạn có thể đóng góp cho mình. Đây là cái tìm hiểu cá nhân của mình, nó hạn chế đến như vậy thôi. Chúng ta sẽ đi vào thành phần của mùi hương. Các bạn sẽ nhìn thấy mùi hương này nó có chủ đạo sẽ là hoa. Vâng, hoa trắng, citrus, và cái nền hình như là ambosan. Và khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra thì nói thật là tôi kiểu pum pum hai xịt lên da, và rất nhiều lần. Cảm giác lần nào con MySell nó cũng như kiểu ném vào tôi một cái mớ hỗn độn vậy. Vừa có sự quen thuộc nhưng mà có sự kiểu nó sần sùi, nó thô ráp, nhưng mà nó lại không hề nam tính. Và cảm giác mũi tôi lúc nào cũng phải đi tìm xem là cái mùi hương này tôi đã ngửi thấy ở đâu. Và tôi không kiểu có được cái sự trải nghiệm về mùi hương như kiểu tôi sẽ tận hưởng em nó, và tôi thấy rằng là ở mùi hương này nó sẽ dễ dùng dịp nào. Mà khi mà ngay tôi, khi tôi vừa xịt cái nét chanh chua cùng với cái nét hơi xanh xanh nhựa nhựa một tí, nó làm tôi kiểu rõ ràng cái này mình đã ngửi thấy ở đâu rồi, quen lắm. Và đầu tôi mà cũng nghĩ rằng là tôi phải đi tìm xem là cái mùi hương này tôi đã ngửi thấy ở đâu. Chứ nó không phải wow, mặc dù đây là một sản phẩm designer nhá, nhưng mà cái sự quen thuộc ở em này tôi đã thấy xuất hiện ở trong rất nhiều chai nước hoa đã ra từ lâu rồi. Đó. Và khi mà mùi hương bắt đầu có sự biến chuyển thì các bạn sẽ nhận thấy hoa cam xuất hiện. Hoa cam ở đây thì với nhiều người ở trên những cái cộng đồng như là Baynote, như là Fragrantica đọc những bài viết, bài feedback thì họ bảo là hoa cam làm theo cái hướng ngọt và có phần swappy. Nhưng trên da tôi thì nó lại có cái xu hướng hơi kiểu kẹo cao su một xíu. Và mãi về sau thì nó mới swappy. Và thực sự thì tôi không nghĩ đây sẽ là một cái mùi hương mang tới một cái sự nam tính.
Hoặc có thể là đối với tôi, nam tính nó là cái gì đấy kiểu mạnh bạo, kiểu một cái gì đấy nó phải thế hệ 7x, 8x, khi mà những người đàn ông kiểu nhìn phát là toát ra sự nam tính luôn. Nên là có thể mùi hương này nó sẽ hướng tới kiểu Gen Z nhiều hơn. À, người ta sẽ có xu hướng kiểu nam tính theo một cái hướng trẻ trung, kiểu cởi mở, phóng khoáng hơn. Thì tôi không rõ, nhưng mà thực sự thì từ phần top note cho đến khi ở khoảng giữa, tôi không thấy mùi hương này có một chút sự nam tính nào cả. Có chăng nó sẽ là một cái sự kiểu một cái điệu cười, nó sẽ là kiểu kiểu sao cũng được, trông kiểu giống kiểu điệu cười ở lễ tân, gặp ai cũng cười kiểu như thế. Và mãi ở phần cuối thì tôi mới nhận ra ở trong con micelle này có nét ambrosan. Nó làm tôi gợi nhớ tới Mont Blanc Explorer, nó làm tôi gợi nhớ tới Dior Sauvage phiên bản EDT. Tất cả những chai nước hoa có cái nền là ambrosan. Nhưng nếu như những con đó mang tới sự nam tính trên cái nền ambrosan thì ở micelle này nó lại không mang tới, mà nó vẫn có trên cái nền hoa, nên là mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không thể nào nghĩ tới một hình ảnh người đàn ông trông kiểu nam tính, lực lưỡng, phong độ, đô con, cao giáo, mà sẽ là những anh chàng Hàn Quốc với những cái món đồ kiểu áo phông không có cổ, xong rồi kiểu oversize, đi mặc những cái chiếc quần ống rộng, đi những cái đôi giày kiểu sneaker to, kiểu như thế. Chứ tôi không thấy được cái hình ảnh kiểu nam tính châu Âu lắm, mà sẽ là những cái hơi hướng kiểu Gen Z theo kiểu style Hàn Quốc, kiểu soft boy nhiều hơn. Đây là một trong những lựa chọn như vậy. Và mùi hương này thì mấy hôm tôi xịt, tôi còn nhận được cái lời kiểu feedback của những người bạn nữ bảo: mày lại xịt những mấy cái mùi nữ à, hay là đang có mùi nào làm unisex à, giới thiệu cho tao với. Tôi bảo đấy, mày ngửi thử xem. Thì bạn tôi bảo mùi này tao thấy cũng được đấy, các bạn nữ nào xịt cũng ok, cũng ngọt ngọt, hoa hoa, sáng sáng. Mình kiểu hay là kiểu cái xu thế nó thế nhở, nó kiểu con Le Beau Paradise Garden ấy, con Le Male Lover ấy, à con Le Male Edition ấy, mới đó, màu trắng á. Tôi review cũng hơi hướng hoa kiểu như vậy, nhưng con này thì hoa kiểu ngọt hơn, nhẹ nhàng hơn. Đối với tôi thì thực sự đây không phải là một cái mùi mà tôi sẽ recommend cho những cái bạn thuần nam tính, khỏe khoắn, gai góc, mà sẽ là những bạn nam chắc là 18 đôi 10 thì sẽ hợp lý hơn. Một cái nữa mà tôi không thích ở phiên bản micelle này, đó chính là độ bám tỏa của em nó. Thực sự thì với tôi ở Việt Nam, chúng ta sẽ biết Lani The Gnome là một cái mùi rất là phù hợp để đi hẹn hò với những anh chàng tầm 25 tuổi đổ ra theo một cách lịch sự. Còn YSL YDP là chai nước hoa tôi luôn mồm nói rằng nó là chai nước hoa ngon nhất vũ trụ, ngon nhất thế giới, vì nó vừa nam tính, vừa khỏe khoắn, vừa trẻ trung, có độ ngọt, nhưng nó mang tới một cái sự đa dụng và mát mẻ, phù hợp với có thể là gần như toàn bộ các bạn nam ở khoảng tầm 20 cho đến 30. Nhưng mà con này thì đối với tôi, ngoài cái phần mùi hương tệ ra thì nó cũng mang tới cái trải nghiệm lưu hương khá kém. Trên da tôi thì micelle phiên bản EDP nó sẽ được khoảng tầm 5 đến 6 giờ, và nó sẽ tỏa nhẹ sau khoảng tầm 1 tiếng rưỡi khi các bạn xịt, 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng, và nó cứ nhẹ nhàng thế thôi. Nên là thực sự nó rất hợp với phong cách kiểu soft boy, kiểu các anh trai Hàn Quốc. Nó không hợp với hình ảnh châu Âu tí nào cả, kể cả cái việc lựa chọn hình ảnh đại diện tôi thấy nó cũng không hợp luôn ấy. Mặc dù tôi đã rất là cố gắng để tìm ra cái nét nào, có không biết là cái phiên bản Le Parfum mới ra sau này 2024 thì nó ra sao. Nhưng mà thực sự thì các bạn có thể xem toàn bộ cái feedback ở trên thế giới về mùi hương này, chê rất nhiều, và người ta bảo là đây là một mùi kiểu tự luyến, có nghĩa là tự yêu bản thân và tự nghĩ rằng là mùi hương của mình rất là ngon. Nên đối với cá nhân tôi thì mùi hương này, nếu như các bạn nào nam mà thích mặc thì hãy định hình cho mình rõ phong cách. Và bên cạnh đó thì về cái thời tiết phù hợp ấy, thì tôi cũng nghĩ rằng là các bạn có thể xài mùi hương này loanh quanh tầm 33 độ quay đầu cho đến khoảng tầm 23 độ. Nó sẽ là một cái thời tiết phù hợp nhất để cho các bạn xịt. Độ tuổi thì cũng khá là trẻ trung, cũng không nhất thiết là phải có 20 tuổi hay nào. Và tôi nghĩ là mùi này nó sẽ trải dài từ 20 đến 30, chỉ định hình rõ về phần phong cách thôi. Còn bảo tôi là mùi này so với YSL YDP, nó thật đập chết luôn. Cảm giác kiểu nam tính đàn ông YSL YDP vẫn có sự trẻ trung, vẫn có sự khỏe khoắn trong đấy luôn. Còn đối với đây thì say no. Cũng lý do là em nó cũng hiểu được phần nào là chai nước hoa nhàm chán nhất vào năm 2023. Và đó là toàn bộ cái feedback của mình về YSL Micelle phiên bản EDP ra mắt năm 2023. Nếu như các bạn chung cảm nhận thì rất mong các bạn feedback. Và kể cả các bạn không chung cảm nhận thì các bạn cũng feedback cho mình ở phía dưới, xem là các bạn thấy mùi hương này như thế nào.
Còn trên góc độ dù là người chơi hay là người tiêu dùng thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng không thể thầm nổi em nó. Thông cảm nhá. Và thấy video hay đừng quên like, share, ấm nút cho theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye.